Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các đồng chí. Buổi chiều chủ nhật, hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm 2023. Đấy, nhân viên của bên đơn vị vận chuyển giao cho mình hai cái thùng xốp. Cái thùng này là thùng ôi giời ơi. Người anh em làm như thế này thì đúng là đảm bảo. Bên thùng này là thùng đựng đá này, mát lạnh. Mát lạnh cả ngày. Thế thì đêm không lạnh nữa rồi. Này, nó chỉ mát lạnh cả ngày thôi. Chỉ có tác dụng với ban ngày thôi, chứ còn ban đêm thì lại phải dùng cái biện pháp khác để điều hòa cho nó mát nhá. Đây. Có ra không sư phụ? Có. À, mở ra cho anh ạ. À. Hai thùng luôn. Đây cái vỏ bên ngoài như thế này thì an toàn quá. Vỏ ngoài vỏ cứng mà. Ôi giời, lại còn kiếm ở đâu ra được cái băng keo của Viettel này. Đây một cái nữa này, đây một cái nữa này. Đấy. À cái này thì mình biết địa chỉ rồi nhá, cái này biết địa chỉ rồi. Đấy, cái này có một người anh em có cái đài bán cho mình nhá. Còn cái này là cái người anh em gửi sửa đây này. Đấy, xin thưa với các thượng đế. Ok, nhẹ nhàng thôi. Đến đây. Đấy, người anh em làm như này là quá tuyệt vời rồi. Bọc như này nhẹ nhàng ấy nhá, nó vào bên trong rồi nó rên lên, là tại sao anh lại làm em đau như vậy đấy. Đấy, cứ bình tĩnh mà làm thôi nhá. Cái dao này nó cọ vào tay rồi, kim đâm vào thịt thì đau mà. Đấy, nhẹ nhàng hết sức tình cảm cho anh, hết sức tình cảm nhẹ nhàng thôi. Đây, cái đài này là cái đài quý giá đấy, đài đắt tiền lắm ấy. Đấy, cứ đùa với cái đài này đâu, cái đài này không thể đùa được đâu. Đấy, mấy cứ bỏ cái con dao ra, bỏ con dao ra, nhựa đấy, bỏ con dao ra. À, này rất tiền đấy. Mấy đứa anh đi anh cầm hộ cho, anh nhìn đi, mình cầm nó cọ vào cái đài của anh. Đấy, cứ để đây, lúc nó mày đi vẫn còn đài, à, vẫn còn dao. À đấy, biết ngay. À thế là không gửi nắp pin, không có nắp pin được. Chắc là không có nắp pin. Đây này, trong này hết rồi này, trong này hết rồi. Không có nó bị thôi, cái thùng dưới hơi khỏi mở. Rồi, xin chào. Báo cáo với lại các thượng đế. Đây là cục máy của đài sáp QT88. Sáp QT88. Đài này thì nhiều người thích nhá. Đấy, thế nhưng mà nhiều người chưa nhích được, bản thân mình cũng chưa nhích được. Vì cái chiếc đài này nó đội thóc lên nhiều lắm, Amen. Cửa này bị kẹt nhá. Cửa này phải lấy tay đây, phải lấy tay này. Đấy, nó dè này. Đấy nhá này. Đấy. Bên đây này. Bên đây. Hai. Đấy. Bên đây bị kẹt cái gì? Cái đài này của người anh em QT88 này của người anh em thì không được mới cho lắm. Đây này, cái này nó bạc phách này. Đấy. Thế nhưng mà kệ nó không được mới cho lắm. Thế nhưng mà dù sao đi chăng nữa nó cũng là QT88. Đây. Đấy, sắp QT88. Chắc là cái này là người anh em để câu bình ắc quy vào để chơi rồi. Đây. Kể ra người anh em phải câu dây đỏ và dây đen nhá, quy chuẩn quốc tế OIRT, dây đỏ là dây dương, dây đen là dây âm. Câu hai cái màu này thì đương nhiên là người ta nhìn cái cọc này là người ta cũng biết nhá. Ví dụ đây này, nhìn vào đây cái thằng cu này là dương nhá. Cái thằng cu có lò xo này là âm. Thế nhưng mà nhiều người, bây giờ mình lại phải nhìn nó vào, phải dòm vào bên trong. Nhưng mà giờ dùng cái dây đỏ với cái dây đen thì khỏi phải dòm nhá, chứ còn nhìn này đọc vị ra ngay chứ không cái gì đâu. Đấy. À, trân trọng cảm ơn bên đơn vị vận chuyển đã vận chuyển cái đài này đến bản của lão nông mà còn nguyên hình nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá. Ô, cái đài này nghi, đây, cái đài này nghi bị thiếu ốc lắm, hay là gãy chân ốc này, đây, hả mồm rồi này, đấy. Ô, thôi, đúng rồi, đây này, đài này sửa nhiều lần rồi, đây này, ốc này không còn phải là ốc của đài nữa rồi, ốc này là ốc của mấy người bên cơ khí rồi. Đây này, con ốc này. Ốc này thì còn có nhiều khả năng là của đài nhưng mà dỉ rồi. Đấy. À, thảo nào thế nhưng mà.
Nhưng mà trông cũng mà cái mặt tiền đằng trước này trông còn đẹp lắm. Các bộ núm equalizer này thì vẫn còn hết này. Đấy, vẫn còn hết này. Đấy, vẫn còn hết. Rồi anh em đóng vào cái thùng này thì thôi tuyệt vời, nhà tuyệt vời. Đây ví dụ như mà trong quá trình xếp hàng mà nó có va đập thì vỡ được cái này thì cũng còn lâu mới vỡ được nhá. Úi giời, này. Trong lại còn hàng dễ vỡ xin nhẹ tay thế này nữa thì thôi. Này. Đấy. Đây. Còn bọc thêm cái này nữa này. Đấy. Đấy nổ này. Đấy, ngồi buồn người cắn móng tay. Không làm sao mà phải cắn móng tay cả, có cái này ấn là nổ hai phết này. Đấy này. Đấy. Đấy. Đấy, cái này có khi không, nhưng mà cái này lúc lúc mình đóng mình vẫn lại phải đóng rẻ người anh em cái này. Ở nó cái tình tạch này đấy, nó nổ sướng lắm, bóp nổ sướng lắm. Trên thực tế thì cơ bản là mình hay bóp, nhưng mà không biết các đồng chí có hay bóp không. Nhưng mà nhiều khi bóp nó hay lắm. Nhá. Sướng cái tay lắm này. Đấy. Bóp cái này nó lại nổ, nó không như bóp cái kia. Bóp cái kia nó không nổ, nhưng mà cái kia bóp cái kia đã lắm. Bóp cái này cũng không kém phần đồng trọng này. Đấy, nổ này. Thôi nhá, dừng video đây chứ không này. Bóp lúc thì nó lại hết mất cái này của người anh em. Thôi thế buổi chiều ngày hôm nay thì cái đài này là cái đài gửi đến sửa. Còn cái đài này là của một người thượng đế bán cho mình nhá. Đấy, thế cho nó rõ nét. Đấy, cái nào gửi đến sửa là bảo sửa. Còn cái này là người thượng đế bán cho mình. Thì đương nhiên rồi, các thượng đế có đài mà không dùng nữa nhá, thì chúng ta có thể liên hệ với qua Zalo để xem tình trạng cái đài, và mình sẽ coi như thế là báo giá, mà cảm thấy các thượng đế và bán được thì gửi đến đây cho mình, không sao cả, kể cả là đài Trần Văn Tịt nhá, mình mua để lấy linh kiện, mua bình thường nhá. Thôi thì xin phép dừng video ở đây. Trân trọng cảm ơn các thượng đế. Bây giờ có lẽ là lại phải mời các thượng đế xem bản của lão nông. Đây, đấy. Quả mọc còn ngang, còn cao hơn cả đầu người. Đấy. Đây. Ở trên kia thì có ô tô. Đấy, trên kia có ô tô kìa. Đấy, tại vì trên đấy, trên đường quốc lộ. Trên đấy có ô tô. Đấy. Đấy. Biển bất động sản kìa. Bây giờ thì đi dài dài mới thấy một biển, nhưng cách đây được khoảng 2 năm về trước thì cứ cách được khoảng 10 mét lại có một cái biển bất động sản này. Đấy, toàn bộ bản của mình đấy nhá. Thế dừng video ở đây nhá. Thân ái chào tạm biệt.